Xin chào các bạn, trên tay mình hiện nay đang là chiếc Nomi 3S. Đây là một ngôi sao mới phân khúc mức giá khoảng 3 triệu. Và trong video này của mình ngày hôm nay, mình và các bạn sẽ cùng nhau đánh giá chi tiết về sản phẩm này, về ưu cũng như nhược điểm của nó, để xem là các bạn có thực sự nên lựa chọn nó để làm thiết bị mà các bạn cần sử dụng hay không. Bài review của mình ngày hôm nay thì sẽ hơi khác biệt một chút. Như bình thường thì mình sẽ chia ra từng mảng một. Mình sẽ đánh giá về thiết kế, màn hình, hiệu năng, phần mềm, camera hay pin. Thì trong video này của mình sẽ chỉ ra những thứ là điểm mạnh của Nomi 3S và những thứ là điểm yếu của Nomi 3S, để các bạn có thể cân bằng xem là với những cái điểm mạnh như thế nó có lấn át được điểm yếu hay không, hay là với những điểm yếu chết người của thiết bị thì các bạn có thực sự nên lựa chọn nó hay không. Bây giờ thì chúng ta hãy bắt đầu vào những điểm là cái điểm mạnh của Nomi 3S cái đã. Thì cái điểm mạnh đầu tiên nó đến từ thiết kế. Từ bài mở hộp này, từ bài trên tay nhanh, cũng như bốn lý do mình nói rằng Nomi 3S là một cái thiết bị sáng giá trong phân khúc mức giá, thì cái thiết kế luôn là thứ mình nhấn mạnh nhất về sản phẩm này. Công nhận là Nomi 3S có một thiết kế rất đẹp, với hai mặt kính sang trọng và khung viền kim loại ấn tượng, đường cắt kim cương cũng được gọt rũa một cách rất là tỉ mỉ và cẩn thận. Mức độ hoàn thiện của sản phẩm này thì mình có thể nói là xứng đáng đạt ở cái mức độ mà nó cận cao cấp, chưa được tỉ mỉ, chưa được trau chuốt đến mức độ là những thiết bị có mức giá cả mười mấy triệu đồng. Tuy nhiên thì nếu so với những thiết bị có mức giá khoảng tầm 6 đến 7 triệu thì Nomi 3S thừa sức là đứng ngang hàng, thậm chí có phần còn nhỉnh hơn bởi cái phần khung kim loại của nó là rất là chắc chắn. Điểm thứ hai mình cũng thấy rất ấn tượng ở chiếc Nomi 3S này, nó đến từ màn hình. Thông số thì nó là màn hình 5 inch với độ phân giải là HD, sử dụng cái công nghệ là IPS. Đây là một cái thông số mình nghĩ rằng nó xứng đáng để xếp vào cái phân khúc mức giá là tầm trung, chứ không phải là mức giá rẻ như thiết bị của nó đang được định giá. Cụ thể là các bạn sẽ có một cái tông màu nó hơi nghiêng sang tông màu trắng xanh một chút. Đây các bạn sẽ có thể thấy được rằng với cái màu trắng xanh này thì các bạn sẽ có thể thấy được rằng là nó loại bỏ đi cái việc là nó bị ám vàng, khiến cho màu sắc nó bị bệt lại, màu sắc nó bị ám ra một cái màu nó không hề thích mắt một chút nào cả. Với màu sắc ám xanh thì nó sẽ kéo theo đó là một số tông màu như là tông màu đỏ, tông màu xanh cũng như là tông màu trắng, nó sẽ thể hiện nó rất là sống động và thích mắt hơn. Mình thì đánh giá rằng đây là một trong những thiết bị có màn hình đẹp nhất ở phân khúc mức giá của nó. Tuy nhiên thì đây nó vẫn là một thiết bị mức giá rẻ, thế nên là các bạn sẽ không thể nào đòi hỏi quá nhiều được, bởi đơn giản là độ sáng màn hình nó thì không thực sự là quá tốt. Khi mà mình đi ra ngoài trời sử dụng thì nó bị in lại cái mặt mình lên cái màn hình khá là nhiều, và mình thậm chí nhiều khi mình phải lấy tay mình che một phần nào đó của màn hình thì mình mới có thể sử dụng được thoải mái hơn. Tuy nhiên thì bạn sử dụng để mà đọc báo này, bạn sử dụng đọc chữ hay xem một vài hình ảnh thì màn hình của Nomi 3S vẫn mang lại một trải nghiệm khá là tốt. Mức giá rẻ thì các bạn sẽ không thể nào đòi hỏi được quá nhiều. Bù lại, góc nhìn của Nomi 3S rất tốt. Các bạn có thể nghiêng ở bất cứ một góc độ nào, màu sắc cũng không bị biến sắc quá nhiều, cũng như là độ nổi khối của màn hình cũng thực sự khá là tốt. Và có một điểm nữa mình cũng rất thích, đó là cái hình ảnh nó rất là trong. Cái độ trong này thậm chí là nó có thể vượt xa hơn mọi cái đối thủ khác hiện nay đang có trên thị trường ở cái mức giá khoảng 4 triệu, chứ chưa nói gì đến mức giá khoảng 3 triệu như nó đang được định giá như thế này. Mình nghĩ rằng với màn hình của Nomi 3S thì các bạn xem phim, xem ảnh cũng như là chơi game thì nó cũng sẽ khá là tuyệt vời. Điểm ấn tượng thứ ba mình muốn nhắc đến đây, đó là về thể lượng pin của sản phẩm này. Viên pin có dung lượng là 1950 mAh, khá thấp ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên thì cái mà các bạn cần quan tâm đó chính là cái thời lượng pin mà thiết bị mang lại cho các bạn sử dụng, chứ không phải là dung lượng pin lớn hay là nhỏ. Thì mình với Nomi 3S, mình có thể khẳng định và tự tin nói với các bạn rằng là thiết bị này sẽ có thể đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của bạn trong vòng một ngày. Với nhu cầu nghe gọi, nhắn tin, các bạn check mail, lướt web, Facebook, chat chit, thậm chí là thi thoảng có thể xem một vài video, xem một vài bộ phim trên YouTube, hay là chơi một vài game nhẹ kiểu Flappy Bird, Temple Run 2, bla bla, những game nhẹ nhàng như thế. Máy có một cái nhiệt độ mình thấy là khá ấn tượng, bởi vì mình chơi lâu liên tục thì cái phần mặt lưng nó cũng chỉ hơi ấm lên một chút ở cái phần giữa này, cũng như là phần camera một chút. Còn những cái phần khác như phần cạnh viền thì mình cũng khá là ấn tượng, bởi vì nó làm bằng kim loại nhưng nó không thực sự là nóng. Có lẽ là bởi vì con chip MTK6582 được tích hợp trên sản phẩm này, nó đã tối ưu nhiệt độ rất là tốt, và thời lượng pin tốt cũng là một điều dễ hiểu mà thôi. Và cái đặc điểm mà mình thấy ấn tượng cuối cùng với sản phẩm này, đó là bộ phụ kiện mà các bạn được tặng kèm khi mà mua máy. Các bạn sẽ được trang bị tận răng, dán cường lực này, ốp lưng này, bao da này, phím cover này, que chọc sim này, sạc cáp tai nghe, đầy đủ những phụ kiện để các bạn có thể sẵn sàng sử dụng máy mà không phải bận tâm đến việc mà các bạn phải đi ra ngoài, phải mua sắm từng phụ kiện một với một mức giá khá là đắt đỏ.
chỉ hơn 3 triệu mà các bạn sẽ được bao gồm trọn bộ. Như vậy thì mình nghĩ rằng đây sẽ là một thứ mà các bạn cần phải quan tâm đến khi mà các bạn mua máy cũng như là so sánh với bất cứ một sản phẩm nào khác trên thị trường hiện nay. Xong về cái phần mà mình thấy ấn tượng với sản phẩm này thì bây giờ sẽ đến cái màn chê của mình. Cái chê đầu tiên nó đến từ cái phần thiết kế. Như mình nói, thiết kế của nó rất là đẹp. Tuy nhiên thì cái điểm yếu nó đến từ cái thiết bị màu đen như mình đang có ở đây này. Hiện nay Nomi Bass thì nó sẽ có hai phiên bản màu, màu trắng và màu đen. Và với cái phiên bản màu đen này thì nó bám lại quá nhiều dấu vân tay. Vẫn biết rằng là cái bám lại dấu vân tay ở những thiết bị máy màu đen thì nó là một đặc điểm chung mà hầu như là anh sẽ phải chấp nhận. Thậm chí là chiếc Xperia Z3 màu đen mình đang có ở đây, nó bám rất là nhiều. Tuy nhiên thì cái lượng bám trên chiếc Z3 nó vẫn không thể nào nhiều được bằng chiếc Nomi Bass này. Với cái bản thân mình đánh giá thì Nomi Bass màu đen nó sẽ mang lại một cái trải nghiệm nó đẹp hơn và nó cũng như là nó đẳng cấp và sang trọng hơn khi kết hợp với cái phần viền vàng. Tuy nhiên thì nó để lại quá nhiều dấu vân tay như thế này thì các bạn cũng sẽ nên suy nghĩ là nên chọn màu trắng hay là màu đen. Màu trắng thì những vấn đề này nó sẽ không bao giờ phải lo lắng đến luôn, tại vì màu trắng thì nó không lộ dấu vân tay nên các bạn cũng có thể an tâm cho quá trình mà các bạn sử dụng. Và một chi tiết nữa đến từ thiết kế đó là cái phần cảm giác cầm nắm. Tay mình thì mùa hè ra khá nhiều mồ hôi và với cái phần mặt kính như thế này thì nó sẽ dễ dàng mà các bạn cảm thấy là trơn trượt. Và khi cầm nắm sử dụng thì các bạn cũng nên là dồn cái trọng tâm vào phần viền hai bên, như thế thì máy sẽ có thể chắc chắn trong lòng bàn tay hơn. Và mình cũng đã phải sử dụng luôn thêm cả chiếc flip cover tặng kèm theo. Thì như thế thì cảm giác cầm nắm sử dụng mình với thiết bị này cũng sẽ tốt hơn rất là nhiều. Điểm tiếp theo mình chê nó đến từ cái cấu hình của máy. Thì đây là một thứ mà mình đã chia sẻ rồi, các bạn sẽ buộc phải chấp nhận mà thôi. Bởi vì một thiết bị có mức giá rẻ, có thiết kế đẹp, có màn hình đẹp thì bù lại là cái cấu hình nó cũng sẽ không thực sự là tốt một chút nào. Nó sử dụng con chip là 4x MTK6582, hiện nay trên thị trường nó đã là quá chậm ở thời điểm hiện tại. Nó có 1 GB RAM, nó chỉ là 1 GB mà thôi. Với 1 GB RAM thì bây giờ mình không hiểu là Android nó có thể chạy được những cái những tác vụ như thế nào. Và tiếp theo nữa, nó đến từ cái bộ nhớ trong để cài app. Nó chỉ có 1 GB để các bạn có thể cài ứng dụng. Và mình đã phải cố gắng lắm mình mới cài được cái Asphalt 8 này lên thiết bị. Tuy nhiên thì cài xong là một chuyện, còn chơi được hay không nó là một chuyện khác. Và khi mà mình chơi cái game này thì mình không hiểu tại làm sao khi mà nó có thể khởi động được, nó chiến vào được. Tuy nhiên thì các bạn hãy đợi một chút. Thì đó, các bạn có thể thấy là với game Asphalt 8 này, khi mình kích hoạt lên thì chả hiểu sao màu đen u tối bao trùm lên cái sản phẩm này luôn. Mình không hiểu là lý do tại làm sao mà nó lại bị như thế. Tại vì là khi mà mình điều khiển xe vẫn rất là ổn, chơi game vẫn rất là mượt. Tuy nhiên thì mình không hiểu tại làm sao màu đen này như thế này. Dường như là cái GPU nó đã không thích hợp với cái game này thì phải. Và đây là một cái lỗi mà mình nghĩ rằng trong những bản cập nhật phần mềm tiếp theo, Nomi phải buộc phải tung ra bản vá để chúng ta có thể tương thích tốt hơn với những game hiện nay đang có mặt trên thị trường. Tuy nhiên đó là với game Asphalt 8 như mình đang thử ở đây thôi. Còn lại với những game nhẹ nhàng khác thì yên tâm, máy vẫn có thể chiến ngon rất là tốt. Mình đã test trên cả Temporan 2 này, Zombie Tit Tsunami, một số game khác nữa. Tuy nhiên thì nó cài trên thẻ nhớ, mình tút cái thẻ nhớ ra rồi. Các bạn hãy cứ quan tâm một chút. Ngoại trừ một số game nặng như kiểu Asphalt 8 thì không chơi được. Còn những game nhẹ nhẹ để giết thời gian thì các bạn cứ yên tâm, Nomi vẫn có thể chiến ngon cho các bạn. Và điểm cuối cùng mình chê sản phẩm này, nó đến từ camera. Các bạn có thể tưởng tượng được rằng là với một thiết bị chỉ có mức giá khoảng 3 triệu thì khi mà mình đòi hỏi camera nhiều thì nó là một điều hơi vô lý. Tuy nhiên thì những cái thứ cơ bản như mình cần đó là lấy nét thì nó phải nhanh nhanh một chút và chụp ra cái độ chi tiết cũng phải tạm đủ để mà dùng. Thì chiếc Nomi 3S này thực sự là chưa làm được. Nó chụp thì nó mang lại một cái màu sắc nó khá là tù tội và nó bệt bệt, cũng như là cái độ chi tiết nó không hề cao. Cho dù là nó đang ở trong một cái căn phòng này của mình thì nó đang khá là đủ sáng để mà mình chụp ảnh. Tuy nhiên thì cái sản phẩm này vẫn không hề mang lại một trải nghiệm tốt một chút nào. Và chưa kể nữa đó là về phần camera trước. Thì như cái hôm đầu tiên mình chia sẻ trong bài mổ hộp thì mình thấy góc chụp cũng khá là được. Tuy nhiên thì đấy là mình nhìn qua thôi. Mình đã thử chụp một vài tấm selfie với bản thân mình và khi mà mình xem lại thì đúng thật là mình không dám nhìn luôn, tại vì trông mình cứ như là kiểu là ma hay quỷ á, rất là xấu. Nên là các bạn sẽ cần quan tâm một chút khi mà muốn sắm cho mình chiếc Nomi Bass này. Nếu chẳng may các bạn muốn chụp ảnh thì tốt nhất thôi đừng có lôi ra, chụp xong tự nhiên lại thấy bực muốn ném vào máy thì lúc đấy lại hơi tiếc. Vậy là mình đã hoàn thành xong bài đánh giá chi tiết về chiếc Nomi Bass này. Vậy thì tóm lại là với những cái điểm mạnh của nó, đó là về thiết kế đẹp này, có một màn hình đẹp cũng như một thời lượng pin khá tốt, thì các bạn sẽ phải đánh đổi lấy một thiết bị với một cấu hình không hề cao một chút nào, cũng như là một camera rất là tệ. Vậy thì sản phẩm này nó sẽ phù hợp với đối tượng khách hàng là những ai không muốn chi quá nhiều tiền cho những thiết bị điện thoại của mình, cần một thiết bị với nhu cầu chính đó là nghe gọi, nhắn tin và một thiết bị có một thiết kế đẹp.
Còn ngược bù lại, với những ai mà cần một thiết bị để mà vọc vạch, để mà nghịch ngợm chơi game thì Nomi BS chắc chắn sẽ không phải là thiết bị mà các bạn đáng để lựa chọn và quan tâm đến. Và hiện nay trên thị trường chúng ta cũng có rất nhiều những sản phẩm khác ở mức giá như thế này, chúng ta lại có một trải nghiệm rất tốt hơn rất nhiều khi các bạn chơi game, xem phim, nghe nhạc. Giả dụ đơn giản như là một số chiếc iPhone lock đang có mặt tại Clickbuy chẳng hạn. Mời các bạn tham khảo thêm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.